Ok, cá sạch nhá. Ngon. Thế không? Sạch lấu nhá, con này to phết. Như này là to rồi các bạn. Đấy, cho vào nhá. Ui, có mấy con đấy. Sạch này. Phê các bác ơi. Như kiểu có ba ba. Cái gì đây? Đấy, ba các bác ơi. Một con trạch, một con ba ba này. Xin chào các bác nhá. Hôm nay em đi câu các bác, đi câu răng nhá. Đây, hôm nay em đi câu răng các bác. Câu mới toanh hôm họ em mới làm luôn đấy. Đây. Giờ em sẽ căng nhá. Em làm mồi giun các bác ạ. Căng mồi giun, cái này khoảng tầm 7 6 70 cái móc câu ấy. Để thế răng ra để ấy nhá, sắp tối rồi. Em răng xong là móc giun thôi. Sợ không kịp ấy. Giờ em sẽ móc giun các bác nhá. Móc giun rồi thả. Nếu mà có ba ba có khả năng thấy vào đấy. Không lộ mấy bác đi làm thấy hai vết ba ba ở dưới kia nhưng mà không biết là có. Em cũng chả biết đoạn nào em cứ thả bây giờ. Nếu mà có hy vọng là dính ba ba các bác nhá. Giờ em đi móc giun nhưng mà thả đây không muộn mất. Câu này thì phải móc giun to các bác nhá. Móc giun to để cá bé nó không ăn được đấy các bác. Không thì móc giun bé thì cá ưa cá thích ăn hơn nhưng mà móc giun bé vào thì cá bé nó ăn hết. Cá to sẽ không kịp ăn các bác nhé. Hy vọng là sẽ được cá trạch với ba ba. Mình rất là săn cá trạch với ba ba thôi. Với cá bò. Ba loại cá. Xin chào các bác nha. Hiện tại là đang là 5 rưỡi sáng các bác ạ. Hôm nay em đi thăm cầu nhá. Bây giờ là mùa hè rồi, sáng trời sáng nhanh các bác ạ. Mấy 5 rưỡi sáng mà trời như đã sắp hửng nắng rồi. Đây có cây sung này. Hôm qua em vừa nhặt một bếch sung về làm sổ. Mấy sung sang một số bên kia các bác. Rồi sang một số bên kia các bác, đồ nghề đây. Em mang vợt với mang rổ đi nhé. Không thì không lấy được, khó lấy cá. Tát là cho vợt cho các bác xem. Các bạn, để em kiểm tra xem vé đầu tiên có được không. Ở ngay đây thì không thấy có rồi.
Run thì hết nhưng mà nó không dính các bạn ạ. Đây, có hàng, có hàng, không biết cá gì các bạn. Cầm nó kéo phê lắm. Câu đây này, em sẽ lấy cá trước để tí thu sau nhá. Cá gì đây? Cá cái chày các bạn. Chày, chày bé thôi. Đây, cá chày các bạn nha. Em cá chày. À, con này dính vào mắt này các bác này. Con này dính vào mắt nhé. Ở kia có một con nữa các bạn. Yếm. Cá chày bé thôi. À, thằng này là đẹp rồi. Hay nhỉ, nó dính vào mắt nhỉ. Mình không hiểu kiểu gì mà nó dính vào mắt được ấy. Bóp cho nó. Rất là rõ các bạn nhé. Một em. Em ở đây có một con cá sạch nhá. Thì ui, cái này nó cuốn vào đây có con gì ăn này các bạn này. Nó mà cuốn như thế này là có con ăn nhá. Cá sạch thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ nuốt luôn đấy. Có con gì ăn xong là nó xảy ra đường này, nó cuốn vào đây này. Không thì không, bây giờ nó không có cuốn luôn. Thăm cái này sướng. Đấy, cá chạch nha các bác nha. Em sẽ đặt camera xuống cho các bác xem nha. Cá chạch nha. Ngon. Thích không? Chạch nấu nha. Con này to phết. Như này là to rồi các bạn. Đấy, cho vào nha. Đây. Kìm. Nãy quên đeo cái găng tay vào. Này nó chọc chắc lắm. Này lấy dao móc cái lưỡi câu ra nhá. Thế mới lấy được nó các bạn ạ. Xong rồi vất vả lắm. Cá chạch con nào nó cũng nuốt các bạn ạ. Món cá chạch này mắt thì không bao giờ ra được luôn. Hai em
Đây, rồi bỏ các bác nhá. Đây. Đây em rồi. Ê. Sướng có cá chạch. Cá chạch thì hơi bé. Thôi đồng ý rồi. Chờ tiếp nhờ. Kiểu gì cũng có thêm cá. Các bác thấy quế không? Quế đuôi không? Lại chạch nữa nhá. Cái kìa. Các bác nhìn thấy không? Ui, có mấy con đấy. Chạch này. Phê các bác ơi. Như kiểu có ba ba. Nhìn đây. Đấy, ba ba các bác ơi. Một con chạch, một con ba ba này. Phê chưa? Mình bắt con ba trước nhá. Ba chắc là không nuốt luôn. Cho vào một giỏ luôn. Ba cũng nuốt này, chạch cũng nuốt này. Hai con chạch, ui trời ơi. Phê phê các bạn ạ. Ui trời ơi, ba con. Đi đâu em ơi? Mày làm thế tí mắt của tao bây giờ. Phê hết cái này nha các bác nhá. À. Một con ba ba. Ba con chạch. Một con chảy, một con ba ba, một cái lục lên nha. Rồi, hôm đó mấy các bác kia tìm ba ba, thấy chỗ ba ba ăn mà. Phê chưa? Chiêu phê chụp về ảnh này. Chụp con cá bò về. Thôi giờ em đi thu cá nhá. Cá. Sai cả. Cho cá vào giỏ ra các bạn. Rồi em đi thu mấy cái kia. Ê mà hỏi như này là quá ê mà. Em chăm cái thứ hai nhá. Em buộc ở bên kia cơ. Chỗ này sâu quá. Đây là sợ nhất rồi. Thế em kéo sang bên này thôi. Kéo sang bên này thu thôi. Hy vọng là thứ mắc là rửa hơi lắm đấy nhá. Em đi một mình thế này mắc không khó lắm. Cái này lắm đấy. Con trạch đầu tiên các bác nhìn thấy chưa? Đây này, cá trạch à. Có một con trạch nữa nhá. Đấy, thấy không? Các bác thấy nó kéo vào bờ không? Đây. Con là mắc đấy. Điên thật đấy. Đây em lấy con cá trước ạ. Không lòng hoàng lòng hoàng đấy. Lấy cá đã.
lấy cá cũng vất vả nha các bác, không đơn giản đâu. Cái dao này, cái kìm, bóp chết đã. Quên rồi đeo cái găng tay đi. Xong cái kìm chui mé vào trong rồi. Cái này sẽ được mỗi con gái chạc hay sao ấy. Không thấy động đậy gì rồi. Thôi, thua đã. Cái cuối cùng các bạn, em nhìn thấy một con cá trạch ngay gần bờ rồi. Chết rồi, cá trạch này hình như là chết rồi. Một con cá bò nữa. Còn đẹp rồi. Đây, sạch nha. Nó đưa cho cong hết ở chỗ này. Buộc phải bóp nát đầu thì mới lấy được các bạn. Không khó lắm. Được ra. Lấy câu ra. Nổi mất sâu ghê. Ê rồi. Thôi em thu luôn nhé. Cá lấy từ từ rồi, chỗ này không lấy vội được. Mất thì cũng phải chịu rồi. Chứ không kéo linh tinh là tí là bỏng em ấy. Có cá kéo nha các bạn nha. Có cá. Hả? Đây chắc đây nồi thì tua. Ham biết được sát. Vật bóp. Ngành. Tối hẳn là bữa lại đấy là toàn trắng ngon á rồi. Mất công lại lắm. Mua tắm ăn có nó lăng không?
mắc không? Mắc ác. Tham thí tôi cho sát tôi đấy. Mấy kỳ ăn rồi tới mùa hợp bác bất bị lẹo bất chất ra. Lúa đây là mắc khổ với hành này nhăn lẹo du. Mi để khẩu lo láng đấy. Nhân thép hàng chục con. Vua na ở ngang bờ này. Chẳng ngành đấy chẳng bú rồi. Chẳng quất này bố mì á. Mặc cả lơ. Vất vả lắm mà đấy. Nó qua loại đường thôi nhá, đỏ cục cục. Chấp nhận. Nói trực cho sát đây bao đấy hả? Mặc cử là bóp tới hai với cho đấy. Thơ khát ăn nữa đó. Chưa khát cái cải ơ. Đập mình trói khó phải biết bê vậy. Mày tôi sẽ trói hết bát. Bài cha này đây tới năm bốc khổ, bài cha na cô cướp bài tới năm bốc khổ. Chi, anh xí cũng uốn lúc vây. Hát cái cài vậy. Ở leo này cho ngành này. Cho em bắt luôn hợp vụ. Tướng hai á chứ, mẹ hăng chọc được ngay. Loại người. Bên này là
Thế mà em này khát đây mà chắc thuốc căng cãi lắm mù. Khát năng cái em, khát năng cái cãi. Hay là khổ láng để khóc mù mà. Qua biết đâm hàn láng mà dù nè, lôi mà. Chẳng phu thì mấy tùa thông tùa láng ấy, đây nhé. Nên cắp đúng cái ấy đó vậy. Cũng đứt quá mà. Cái này chụp bát áo lướt cái lên mà. Sát. Làm sao lê không bắt đấy áo lê không áo hộ áo cha thế hàn trà leo ao lố đầm vô đại hôm nay sang lấy ao biển mắt đầy mà tóc phun người ăn vậy mà không cho chín này hầu như là chín đèo rồi đấy đơn đấy quả tại bông mắt kìa xong bài phấn cho em chín gì ôi mắt tầm hàng rồi quả chết kìa anh thuê bác bất đó rồi mà. Ồ, ma bố. Dớ ốc mà.
cả sát về là hít luốt á, tôi hơi tủn. Trời ơi, phải tâm thí ở tối phòng nào mà lại phải tâm thí ở lại, phải lại cũng đó mà. Tham ăn đó, nó phải chút vậy đó. Không, để tham được cho sát. Đấy, ăn khổ tu không? Cứ xe mắc lại tôi chịu đó, bố tử bố. Lao bài cha cuốn ngồi mới chẳng tiếc kìa. Nè, ta sát ta cuốn đây, cuốn khẩu đầy căng cha mà theo thôi. Hay cha cuốn khẩu bài căng mày cái với đây. Lâu có lủ xe khát đấy, tiếc cái đấy. Phải mắc linh á. Nó cuốn cho vào cái cành cây mắc này, để kia lại mắc rồi các bạn, đèn thế này có mấy con cá to nó ấy cho đứt hết cước rồi, tiếc thật sự. Này chắc về làm lại, tiếc lắm các bạn. Hai ba cái rồi nha. Em phải bơi ra thôi. Em sợ lại cá kéo vào thì mềm. Mất hết. Chị chạy. Hết rồi. Chất lượng các bạn. Cái này chiều phải về làm lại rồi. Nó sợ cái này. Cái này em mất. Mấy con tiếc quá.
cắt cho xe thua rồi. Không mất con gì luôn. Bye bye. Chết đi. Cá bò. Cá bò này một con nó chọc cho mình. Xỉ tiết à các bạn. Này. Chọc đầu á. Ok, tạm ổn. Hết cá rồi thôi, em quay đi, máy nóng lắm này. Khi em đổ cá cho các bác xem. Đây các bạn, em vừa thu xong rồi, 3 cái. Cả 3 cái về. Còn một cái ở trên kia nhá. Cái cuối cùng tiếc quá, đứt mấy cước. Đứt cước hết. Đây, được 5, 6, 7 vài con. Đây. Thế đi. Lâu lắm rồi mới được nhiều cái trạch như thế. Một con. Hai con. Ba con. Ba con to. 4 con, 5 con, 6 con, 7 con cá trạch. Rồi 1 con 33 nữa các bạn. Xếp ra đây đi chụp ảnh nhé. Một con 33 ở trong túi đây. Con 33 còn ở trong này ấy. Đây các bác ơi, thành quả hôm nay đây. Em vừa lấy ra này. 7 con cá trạch. Cả to cả bé, mà con cá chày với 3 con cá bò nữa. Một con 33 nhé, phê nhất con 33 này. Thích không? Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Muộn cả làm các bác. Nghỉ làm luôn. Thôi em xin phép dừng video tại đây các bác nhá. Các bác thấy hay ấy, ủng hộ em một like và đăng ký kênh nhá. Bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.